Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thật là một sự vinh dự cho tôi được đứng đây để nói ra lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Hôm qua chúng ta có được phước không? Chúng ta có được phước không? Và quý vị có tin chắc rằng hôm nay Chúa sẽ tiếp tục làm nữa không? Bao nhiêu người tin chắc rằng Việt Nam chúng ta sẽ được phấn hơn? Bao nhiêu người tin vào điều đó? Sáng hôm nay tôi đến đây rất là sớm. Tôi tưởng chừng là không có ai, nhưng mà tôi không ngờ đến đây đã có một nhóm người đã cầu nguyện, vòng tròn quỳ gối tại đây cầu nguyện. Và Chúa nói với lòng của tôi rằng không phải giảng về sự cầu nguyện, nhưng mà đời sống cầu nguyện còn hiệu quả hơn nữa. Và tạ ơn Đức Chúa Trời, không phải là những người nữ, mà đặc biệt buổi sáng lên một vòng tròn cầu nguyện thật sớm, toàn là những người đàn ông quý vị. Không phải họ cầu nguyện một cách đơn giản, mà cầu nguyện một cách hết lòng. Và họ khao khát sự phấn hưng đến với Việt Nam. Và tôi cũng hòa đồng, tôi cũng quỳ gối xuống cùng các đầy tớ của Chúa cầu nguyện. Và lòng của tôi được nhắc nhở rằng, Chúa đang dùng những người đàn ông Việt Nam đứng lên để mà đem đến sự phấn hưng cho công việc Chúa, cộng với những người phụ nữ để đem đến sự bùng nổ cho Việt Nam trong những ngày tới. Amen. Cảm ơn Chúa. Chủ đề năm nay đề tớ của Chúa đã đưa ra làm những điều tuyệt vời hơn, những điều kỳ diệu hơn. Và tôi tin chắc rằng lời của Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cảm động trong lòng chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời đất biển và muôn vật này. Ngài sẽ cảm động trong lòng chúng ta là những người tin kính Chúa, là những người tìm kiếm Chúa. Ngài có thể, Ngài đủ quyền năng, Ngài sẽ làm trỗi hơn vô cùng. Chúng ta cùng nói là Ngài sẽ làm trỗi hơn vô cùng. Ngài sẽ làm trỗi hơn vô cùng. Không phải là một điều mà là mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Và cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu người phán rằng ai tin ta sẽ làm việc ta làm và làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi ta sẽ làm cho để cha được sáng danh được con. Và quý vị biết rằng Chúa đang vận hành và Chúa đang làm việc một cách tươi mới trong tấm lòng của tôi khi mà tôi được cái lời mời của đệ tử của Chúa sẽ được chia sẻ tại đây. Và tôi khao khát, tôi nói Chúa ơi, con không muốn chia sẻ bằng một lý thuyết, nhưng mà con muốn kinh nghiệm một điều gì đó thực tế trên đời sống của con. Thì Chúa dẫn tôi vào ở trong đoạn Kinh Thánh, ở trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 20. Tôi đọc lời của Đức Chúa Trời cho quý vị nghe. Trong Giăng đoạn thứ 20, bắt đầu từ câu số 19 cho đến câu số 23, tôi đọc bản 2010. Chiều ngày ấy là ngày thứ nhất trong tuần, cửa nơi các môn đồ ở đều đóng vì sợ người Do Thái. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa họ và nói: bình an cho các con. Nói xong, Ngài cho họ xem tay và sườn mình. Khi thấy Chúa, các môn đồ thật vui mừng. Ngài lại nói với họ: bình an cho các con. Như cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các con thể ấy. Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nếu các con tha tội cho ai thì tội của người ấy sẽ được tha. Nếu các con cầm tội ai lại thì tội của người ấy sẽ bị cầm lại. Và cảm ơn Chúa, đây là phân đoạn Kinh Thánh nói về Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Các môn đồ họ đã đi theo Chúa, họ đã thấy những dấu kỳ phép lạ Chúa Giêsu đã làm, họ đã từng kinh nghiệm Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển, họ đã từng kinh nghiệm Chúa Giêsu thánh hóa bánh 5 cái bánh và 2 con cá cho 5.000 người ăn, no nê dư dật còn dư là 22 giỏ đầy. Và họ đã từng thấy Chúa Giêsu đã khiến cho Lazaro từ cõi chết sống lại. Họ chú tâm về những dấu kỳ phép lạ, nhưng mà đôi lúc họ đã quên lời của Đức Chúa Trời. Và lời Chúa Giêsu Ngài bảo rằng có người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, có người phải bị chết và bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài phải từ cõi chết sống lại. Nhưng mà họ quên tất cả những điều đó. Đến khi lời của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm, họ lại bước vào trong sự sợ hãi. Các cửa nơi ở của họ đều đóng lại tất cả. Lý do tại sao họ bị đóng cửa? Tại vì thứ nhất là họ đã quên đi lời của Đức Chúa Trời.
Nhưng mà nhân danh Chúa Giêsu Christ buổi sáng hôm nay, đứng trong sự hiện diện của Chúa, tôi công bố tất cả chúng ta không phải là những con người đóng cửa lòng, nhưng mà chúng ta cần phải mở cửa lòng ra, tin chắc rằng lời Đức Chúa Trời nói sẽ được ứng nghiệm. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi nói tất cả những người đang có mặt tại đây, những sự sợ hãi, những sự bất an, những sự gì mà trói buộc để làm cho các môn đồ ngày xưa thì họ đóng cửa phòng lại. Vì sao họ đóng cửa lại? Tại vì họ sợ. Họ sợ. Họ sợ, họ sợ dân Giu-đa, họ sợ người Do Thái, họ sợ chết. Tại sao họ sợ? Thì vì họ quên lời của Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng đang sống động giữa vòng chúng ta. Ngài vẫn còn làm phép lạ. Ngài đã làm phép lạ và Ngài vẫn còn làm phép lạ. Cái sự sợ hãi nó không đến từ nơi Chúa. Bởi vì Kinh Thánh Chúa nói rằng những kẻ đến gần Đức Chúa Trời hãy tin rằng có Đức Chúa Trời, vì Ngài đấng hãy ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Chúa. Nhưng mà trong khi đó, trong Giăng Nhất đoạn 4 câu số 18 Chúa nói rằng quyết chẳng có điều sợ hãi trong tình yêu thương, vì tình yêu thương cắt lấy sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt. Nhưng mà các môn đồ tại đây họ đóng cửa vì họ sợ hãi. Sợ hãi không giải quyết được vấn đề, quý vị ơi. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho tâm trí của và anh chị em phải cắt đi tất cả sự sợ hãi. Chúng ta là những con người bình thường không nói gì, nhưng mà chúng ta đang thờ phượng một đấng phi thường. Đấng phi thường đang ở trong tôi và anh chị em. Chúng ta sẽ kinh nghiệm rằng Chúa sẽ làm những điều vĩ đại hơn trong những ngày tới. Hãy nói người bên cạnh rằng Chúa sắp sửa làm vĩ đại cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Hãy nói người bên cạnh, Chúa sắp sửa làm vĩ đại cho người Việt Nam đang sống tại quê kỳ. Chúa sắp sửa làm những điều vĩ đại cho những người tìm kiếm Chúa hết lòng. Amen. Quý vị có tin vào điều đó không? Và cảm ơn Đức Chúa Trời, các môn đệ thì chỉ muốn rằng được bình an mà thôi, chỉ muốn thoát ra cảnh sợ hãi. Nhưng mà chúng ta biết rằng là sự sợ hãi đã làm cho họ bị thất vọng nè, họ buồn chán nè, họ đóng cửa nè. Nhiều người ngày hôm nay đi theo Chúa nhưng bị quên lời của Đức Chúa Trời, nhìn vào những hoàn cảnh, nhìn vào những thực tế, nhìn vào những gì diễn biến xung quanh, để rồi chúng ta không còn mở toan cửa lòng để cho Chúa sử dụng. Rồi chúng ta nhìn về cuộc sống, chúng ta nhìn về so sánh mình với người khác, rồi chúng ta nhìn khả năng của mình, mình quá nghĩ về mình, đâm ra mình đóng cửa, mình không còn rộng mở. Nhiều có người bị tổn thương, nhiều có người bị gạt gẫm, hay là nhiều có người bị thất vọng đến một con người nào đó, đâm ra họ đóng cửa, họ không để cho Đức Chúa Trời hành động. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn khích lệ mọi người trong chúng ta là gì? Trước khi chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện buổi sáng hôm nay, chúng ta phải nhờ ơn Chúa gạt bỏ tất cả những điều đó ra khỏi tâm lòng của chúng ta. Và Chúa Giêsu ngày đến, ngày đó là bình an cho các con. Để cắt khỏi tất cả sự sợ hãi là Chúa Giêsu phải đến. Phải có sự hiện diện Chúa Giêsu thì mọi sự sợ hãi phải được tan biến. Khi Chúa Giêsu hiện diện đến thì tất cả những cái gì cửa đang đóng phải được mở toang ở trong danh Chúa Giêsu. Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu hơn, vĩ đại hơn, lớn hơn khi có sự hiện diện của chính mình Ngài tại nơi đó. Tôi nói thật quý vị rằng tôi đang đứng tại nơi đây, đây là một điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nhiều người vẫn biết tôi vốn là một người ở vùng quê, từ nhỏ thì bệnh lên đau xuống. Và quý vị biết rằng trong vòng 3 năm đầu thì tôi phải sống trong lồng kiến. Tôi sinh ra chỉ có 1,7 kg. Và quý vị biết rằng sống mà chết đi rồi sống lại, chết đi sống lại nhiều lần, nó thê thảm lắm. Rồi cuối cùng lớn lên, sức khỏe tôi không được tốt. Và về trong vùng quê ở cho nên mũi cắn. Rồi tôi bị phổi, và phổi của tôi nó bị hư hết. Và bác sĩ phải lấy từng lông xi gô mũ. Cái lỗ đục vẫn còn đây. Và quý vị biết rằng cuộc sống của tôi như vậy đó. Tôi ở trên những đồi núi, sống trong sự khó khăn, rồi không đi học. Rồi lớn lên một chút xíu, được vào trong nơi miếu, vào trong đình để ở. Tôi quét những lá đa, tôi chùi những hình tượng, và tôi sống ở trong những nơi đình miếu đó. Rồi lớn lên một chút xíu nữa, tôi lại đi chăn bò. Và cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn vậy thôi. Tôi như một con gà, ở trong sự sợ hãi. Tôi là như một con người bệnh hoạn, và giống như là không còn cơ hội gì cả. Cuộc sống của tôi đầy dẫy những cái sự đau buồn. Tôi thiếu gì tôi thiếu. Nhưng mà trong gia đình tôi không thiếu những ông địa và thằng tài.
Thiếu gì thì thiếu, nhưng mà tôi không thiếu những cái khám để tôi thờ phượng. Thiếu gì thiếu, nhưng mà không bao giờ thiếu những bát hương và bát nhang. Có nhiều con người của tôi đang sợ hãi, cho nên tìm mọi thần thánh nào đó để che lấp cuộc đời của mình. Nhưng mà rồi bây giờ 17 tuổi tôi ra khỏi gia đình, tôi đi ra ngoài Đà Nẵng, và 19 tuổi tôi vào trong Sài Gòn. Tôi đi làm thuê làm mướn, tôi kiếm sống đầy dẫy những sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức độ mà không còn gì để mà tuyệt vọng. Tôi đi làm ve chai có, tôi đi bán vé số có, tôi đi làm thuê có, rồi tôi làm đủ một cách để kiếm sống. Nhưng mà bệnh hoạn quá nhiều, không đủ tiền để mà uống thuốc. Một ngày khi tôi đi lang thang ở ngoài đường, tôi trong sự thất vọng vô cùng, và tôi mong muốn có một điều gì đó, có một ổ bánh mì hoặc là miếng cơm gì đó lắp vào cái bụng trống của mình. Nhưng hôm đó tôi đã gặp được một người. Họ nhìn tôi, họ thấy tội quá, họ dẫn vào. Đó là nhà máy Hưng, số 787 đường ông Ích Khiêm ở quận 11. Và ông dẫn tôi vào. Ông không cho tôi ăn, ông không cho tôi gạo, nhưng mà ông dẫn tôi vào. Ông nói về Chúa Giê-xu cho cuộc đời của tôi. Và tôi hỏi Chúa Giê-xu là ai. Và từ đó ông huấn luyện cho tôi, ông dạy cho tôi biết về Chúa Giê-xu. Và tôi 12 giờ đêm tôi trở về nơi cái phòng trọ mà tôi thuê đó. Tôi quỳ gối xuống, tôi giơ thẳng tay luôn. Tôi nói lại ông Giê-xu, nếu ông có thật, ông chữa cho tôi hết bệnh, tôi sẽ dâng cuộc đời của tôi để phục vụ ông. Tôi đang chia sẻ về điều kỳ diệu hơn. Tôi chỉ mong được có cơm ăn, tôi chỉ mong được hết bệnh. Nhưng mà Ngài không những chữa cho tôi hết bệnh, nhưng mà Ngài là đáng tha tất cả tội lỗi cho cuộc đời của tôi. Ngài đã chữa cho tôi không còn bệnh tật gì cả, quý vị ơi. Và Ngài lại cho tôi được đi học bổ túc, và Ngài huấn luyện tôi từ một con người chăn bò để trở thành người chăn chiên. Đây là điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Tôi đứng ở đây là một điều kỳ diệu mà chỉ có Chúa Giê-xu đến mới đánh tan tất cả sự sợ hãi trong lòng của tôi mà thôi. Trước đó tôi gặp ai tôi cũng sợ, tôi gặp ai tôi cũng bối rối, không thể nào nói được. Nhưng mà sau khi tôi được báp têm trong Đức Thánh Linh, Ngài đã thay đổi môi lưỡi của tôi, quý vị. Từ một con người không biết đọc, từ một con người nói cà lắp, từ một con người nuốt cái dạng quảng nôm không có hiểu chi miên, rồi sống lên khổ xuống, thất vọng vô cùng. Như vậy đó mà Chúa biến đổi cuộc đời tôi, trở thành người giảng đạo, quý vị ơi. Đây là điều kỳ diệu mà Chúa Giê-xu Ngài muốn nói với tất cả chúng ta là gì? Ngài không chỉ muốn tha tội cho một số người đang có mặt tại đây, nhưng Ngài còn muốn dùng chúng ta trở thành đầy tớ hữu dụng cho Ngài trong những ngày sau cuối này. Chúa Giê-xu đến, Ngài đánh tan tất cả sự sợ hãi. Ngài đến và Ngài nói là bình an cho các người. Và sau khi Ngài đến, Ngài ban bình an xong á, thì Chúa Giê-xu Ngài lại hà hơi Đức Thánh Linh trên con người đó. Hỏi tất cả ông bà anh chị em, nếu chúng ta muốn làm những điều kỳ diệu, nếu chúng ta muốn kinh nghiệm những điều kỳ diệu mà chúng ta chối bỏ quyền năng Đức Thánh Linh, tôi nói ông bà anh chị em rằng có một điều gì đó sai sai rồi đó. Nếu không bởi quyền năng Đức Thánh Linh, chúng ta không làm được việc gì cả. Chính Chúa Giê-xu Ngài nói rằng ngoài ta ra các ngươi không làm được gì cả. Tôi muốn nói rằng những ngày mà tôi được tập tành hầu vì Chúa, quý vị biết rằng đi rất là vất vả. Mà đạp chiếc xe đạp như vậy, mà khi mà bánh xe mà nó mềm á, còn không có tiền để mà bố bánh xe nữa. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Không có tiền bố bánh xe nữa. Nhưng mà rồi một ngày kia thì tôi đang đi như vậy, bánh xe tôi nó lủng. Và tôi đứng dưới gốc cây, và mồ hôi chảy ra vậy. Tôi dồn lên bầu trời, tôi nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ lên máy bay nó tôi qua Mỹ tôi giảng đạo. Thì những người đi với tôi nói là Phong ơi, hãy có tư tưởng tầm thường, đừng có tư tưởng cao quá lẻ. Làm sao mà mày có biết tiếng Anh đâu mà mày đi Mỹ? Mày có bà con bên Mỹ không? Không có. Rồi mày có nhà cửa? Không có. Rồi mày có biết quen biết ai? Không có. Tôi nói là tôi không có nhà, không có tiền, không có gì cả. Nhưng mà tôi có lời hứa của Đức Chúa Trời trên đời sống của tôi. Chúa nói rằng nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Và cảm ơn Chúa, bởi quyền năng đó Ngài đã ban bình an và Ngài đã giúp đỡ. Và quý vị rằng hiện bây giờ tôi đang đứng trên đất nước quê kỳ và tôi đang giảng về lời của Đức Chúa Giê-xu. Amen. Ngài đang làm những điều kỳ diệu, quý vị ơi. Ngài làm những điều quá kỳ diệu. Quý vị biết,
Mà khi bắt đầu bước vào trong chức vụ để hầu việc Ngài, thì trước đó thì bác sĩ bảo là tôi không thể nào lập gia đình được. Vì ba tôi bệnh thận, rồi ba tôi cũng chết bị bệnh thận. Rồi cháu tôi cũng bị bệnh thận. Rồi con người của tôi nó bệnh thận, phù lên xẹp xuống. Con người tôi đi ngã qua ngã lại như vậy. Trước đó chưa tin Chúa đó. Nhưng mà sau khi tin Chúa, mà lúc bây giờ con người vẫn còn ốm, đi tới khám bệnh viện thì bác sĩ bảo là tôi không thể nào lập gia đình và không thể nào có con. Nhưng mà sau đó tôi trở về Kinh Thánh Chúa nói rằng, nếu ngươi tin thì ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tin thì ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và tôi cầu nguyện Chúa, và bởi quyền năng của Ngài, tôi đặt tay trên cái thận của tôi và tôi công bố, nhân những lần rối lần đầu của Ngài chịu mà con đã được lành bệnh chưa. Bây giờ con không tin những gì bác sĩ nói nữa, con không tin vào những gì thầy thuốc nói nữa, nhưng mà con quyết định tin vào lời hứa Đức Chúa Trời trên cuộc đời của con. Bởi đức tin con công bố rằng con sẽ được lập gia đình. Và quý vị biết rằng, quý vị có tin rằng một con người nghèo rách mồng tơi, không nhà, không cửa, không việc làm, không tiền, không sức khỏe, mà tôi khao khát có gia đình, Chúa đã cho tôi có một người vợ yêu dấu, là Mỹ Hiền đang có mặt ở đây. Đó là quyền năng của Chúa. Và bác sĩ bảo không có con, nhưng bây giờ tôi đã có hai đứa con, một đứa con trai và một đứa con gái, quý vị. Nhưng bắt đầu tôi khao khát để hầu việc Ngài. Như lời của Ngài hôm qua đã nhắc nhở, chúng ta tin Chúa không phải chỉ để cho chúng ta, nhưng hãy kinh nghiệm những điều kỳ diệu hơn, hãy trở thành người hầu việc Ngài. Bắt đầu chúng tôi tập thành hầu việc Chúa. Và gia đình chúng tôi bắt đầu một buổi nhóm đầu tiên là có 3 thành viên. Tôi làm trưởng nhóm, vợ tôi làm phó và con tôi là thành viên. Tôi là trưởng, vợ tôi là tổng thủ quỹ, cũng là tổng thành viên luôn. Và chúng tôi nhóm bắt đầu 3 người. Bao nhiêu năm tháng rồi chúng tôi được 7 người, rồi nhiều năm tháng lên được. Và cảm ơn Đức Chúa Trời. Và bây giờ cảm ơn Chúa, Chúa đã cho Hội Thánh Salom mỗi lần Giáng sinh chúng tôi tập trung lại trên 300 người dồn lại. Trên 300 người dồn lại, 300 thành viên chính thức. Và tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa còn cho chúng tôi mở được nhiều nơi. Điều đó tôi muốn nói mà xem rằng Chúa có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tư. Tôi đứng tại đây tôi muốn nói rằng, trước hết tôi cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. Thứ hai, tôi cảm ơn đệ tử của Chúa là mục sư Quỳnh Quốc Khánh và Hội Thánh VBC tại đây, đã tạo điều kiện cho tôi năm 2008. Lần đầu tiên tôi được có giấy mời để qua dự đại hội. Quý vị biết rằng tôi đến đây như một thằng ngáo, như là một người ngáo. Lúc bây giờ Hội Thánh vẫn còn nhóm lê que trong một cái nơi rất là nhỏ bé, thuê mướn. Và quý vị biết rằng nhóm lại chỉ có được mười mấy người, và thiếu lên hụt xuống nhiều điều lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đến đây mục sư Quỳnh Quốc Khánh đã cầu nguyện và chúc phước và sức giàu. Và ông nói rằng Chúa sẽ sử dụng để trở thành người hầu việc Ngài. Lúc bây giờ thì không ai biết mình, mà mình cũng chả biết ai cả. Nhưng mà Chúa biết mỗi người trong chúng ta. Và ta ơn Đức Chúa Trời, lời cầu nguyện của người công bình Đức Chúa Trời nhậm. Amen. Tôi tin vào lời chúc phước của những người công bình. Tôi tin vào lời chúc phước của những người kính sợ Đức Chúa Trời. Và Chúa đã cho tôi có cơ hội. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, từ nơi 3 người mà bây giờ Chúa biến lại thành 300 người. Và tôi khao khát là không dừng lại chỗ 300 người, mà mong rằng trong những ngày tới Chúa sẽ làm đến 3.000 người và hơn thế nữa. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng bởi quyền lực cảm động trong lòng chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Chúng ta hãy cảm ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng những con người. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, tôi đứng tại đây, thứ nhất là cảm ơn Chúa. Thứ hai là tôi cũng cảm ơn Hội Thánh VBC tại đây. Qua cái Hội Thánh VBC và đầy tớ của Chúa mà đã giúp đỡ cho người Việt Nam chúng tôi có cơ hội được đến Hoa Kỳ để học hỏi, để kết nối, để cùng hỗ trợ với nhau để hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên hỡi tất cả những người ở trong Hội Thánh VBC, Đức Chúa Trời đang dùng quý vị đem nguồn phước cho người Việt Nam. Tôi biết rằng có một số người trong quý vị trước đây lang thang trên biển để vượt biên, mong muốn rằng mình được bình an đến nước Mỹ đủ ăn đủ mặc được rồi, hoặc là đến nước Mỹ có cuộc sống là ổn định rồi. Hoặc một số người đã từng nằm trong sự tuyệt vọng, nghĩ rằng mình được tha tội, mình được chữa lành là mừng rồi. Nhưng mà không, Đức Chúa buổi sáng nay Ngài muốn nói với chúng ta là Ngài không những cứu chúng ta ra khỏi biển
cả. Ngài không những chữa bệnh chúng ta, nhưng Ngài còn muốn tha tội cho chúng ta, và Ngài muốn dùng chúng ta trở thành nguồn phước cho người khác. Bởi đức tin, tôi công bố những người đang có mặt tại đây, mỗi một người trong chúng ta sẽ được tràn ngập trong đức Thánh Linh, qua chúng ta mà trở thành nguồn phước cho nhiều người khác nữa. Amen. Bao nhiêu người tin rằng mình trở thành nguồn phước cho người khác? Đức Chúa Trời cảm động trong lòng chúng ta, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Các môn đồ thì chỉ ở trong phòng, sợ hãi, đóng cửa, mất hy vọng, mất niềm vui, mất tất cả. Nhưng mà khi Chúa Giêsu Ngài đến, niềm hy vọng được thắp sáng lên. Chúa Giêsu Ngài xuất hiện, từ bất an trở thành bình an, từ lo lắng trở thành vui mừng, từ những con người sợ hãi trở thành những người dũng cảm. Và Chúa không những làm cho họ bình an, mà Chúa sai họ ra đi một bài giảng của Phi-rơ, 3.000 linh hồn thoát khỏi địa ngục. Một bài giảng của Phi-rơ đã đưa 3.000 linh hồn trở về nơi thiên quốc của Chúa. Ông đi ngang qua, những bệnh tật cũng được chữa lành nữa. Ông nói là vàng ta không có, bạc ta không có, nhưng điều ta có ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ người Nazareth, hãy đứng dậy. Người què đã bước đi đến đôi chân của mình. Bởi quyền năng Thánh Linh đó cũng đang hiện diện với đại hội chúng ta năm nay. Nếu quý vị và tôi tin, Chúa có thể làm những điều gì đó trỗi hơn những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Và cảm ơn Chúa, Hội Thánh VBC đã đánh dấu 40 năm. Và chúng ta công bố rằng như lời cầu nguyện buổi sáng này, 40 năm của những cái sự thử thách, 40 năm của những sự gian nan đã được chấm dứt. Và chúng ta công bố rằng Hội Thánh VBC đến thời điểm đã bước vào trong sự hứa của Đức Chúa Trời. Amen. Không phải chỉ dừng lại 21 ngày cầu nguyện, mà tới 5 tuần rồi. Mà không phải dừng lại 5 tuần, nhưng mà tuần này là tuần thứ 6. Và không phải dừng lại tuần thứ 6, nhưng mà tôi tin chắc rằng Chúa sẽ phấn hưng tại đây, và cái cơn phấn hưng này lan rộng cả đất nước Mỹ này, và lan rộng qua Việt Nam thân yêu của chúng ta. Một mặt thì ở tại Israel đang có những chiến tranh về thuộc thể, đã đánh nhau, và tất cả những khối Hồi giáo đang hiệp lại và đang chuẩn bị giữa Nga Xô với lại Ukraine, cũng đang có những sự chiến tranh bấy lâu nay. Nhiều điều đang diễn biến trên thế giới này có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Nhưng mà tôi nói mình xem rằng bên ngoài chiến tranh bên ngoài thế nào, ma quỷ nó đùng đùng nó làm những việc gian ác nó thế nào, thì bên cạnh đó Chúa sẽ sức dầu Thánh Linh của Ngài để con dân của Chúa đứng lên để tiêu diệt ma quỷ thế đó. Ma quỷ, mỗi lần mà tôi thấy Hamas, Palestine mà đánh Israel, Israel chết một thì Palestine lại chết tới 5 và tới 6. Ma quỷ nó đụng tới con cái của Chúa thì chúng ta chỉ bị thương nhẹ cái chân mà thôi, nhưng đầu của nó sẽ bị mốt quý vị ơi. Chúng ta công bố rằng Chúa sẽ sử dụng chúng ta làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Tôi khao khát tất cả những người đang có mặt tại đây, hãy nhớ rằng Chúa đang ở cùng tôi và anh chị em. Chúa đang ở cùng tôi và anh chị em. Chúa đã từng kêu gọi những cuộc đời, những con người như là Gideon ở trong sự sợ hãi. Ông chỉ thoát ra khỏi sự sợ hãi vì ông trốn nơi đập lúa mà thôi. Nhưng mà Chúa đến với Gideon, Chúa không nói là hỡi thằng sợ hãi kia. Nhưng mà Chúa đến, Chúa nói với Gideon là hỡi dũng sĩ của Đức Chúa Trời. Chúa đang nói với những người đang có mặt tại đây, chúng ta là chiến sĩ của Đức Chúa Trời. Chúa muốn dùng mỗi người trong chúng ta làm trong sự vinh quang. Sau khi Ngài hà hơi Đức Thánh Linh trên các môn đồ, thì Ngài mới sai các môn đồ ra đi. Ngài nói là cha ta sai ta thế nào, ta cũng sai các người thế đó. Và Chúa đang sai mỗi người trong chúng ta. Hỡi quý vị, chúng ta là những con người được Chúa kêu gọi. Chúa nói là ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả. Trái của các ngươi thường đạo luôn. Tôi cảm ơn Chúa. Từ một con người ngày xưa ở quê tôi, nhìn tôi thì bảo tôi là phong lé, ốm như ông nhất là phong hô, rồi ông nhất gọi là phong rầy, phong rồm, phong đùng gánh. Nhưng mà sau khi mà Chúa đụng chạm, Chúa biến đổi trở thành phong độ để hầu việc Đức Chúa Trời. Amen mà chị em. Amen mà chị em. Chúa sẽ làm việc đó. Chúa sẽ sai chúng ta đi, và trong danh Chúa Giêsu chúng ta có quyền quyền. Chúng tôi cảm ơn Chúa. Vừa rồi thì đúng ra thì chúng tôi đang ở, ngày hôm nay chúng tôi đang ở châu Âu. Có một cái giấy mời và cho hai vợ chồng chúng tôi giảng cái kỳ trại ở châu Âu. Mọi giấy tờ thủ tục đặt xong xuôi hết. Mọi chương trình được lên hết, các hội thánh được tập trung lại. Và hai vợ chồng tôi được diễn giả, làm diễn giả trong chương trình đó ở tại nước Đức.
và mọi chương trình xong xuôi hết. Nhưng mà tới khi đi ra như vậy, mọi chuyện xong xuôi hết, thì bây giờ quý vị biết rằng giữa Liên Xô và Ukraine đánh nhau, cho nên người Việt Nam qua nước Đức nhiều quá, họ tị nạn nhiều quá, giấy tờ nó tập trung nhiều quá. Cuối cùng chúng tôi chỉ cần một cái giấy xác nhận của hội thánh đó để chúng tôi được đi qua. Thì ngay lúc đó hồ sơ chúng tôi đã bị chồng lên một tầng cao như vậy, cho nên không giải quyết kịp, cho nên chúng tôi không được đi châu Âu vừa rồi. Và tôi nói: Chúa ơi, tại sao con cầu nguyện Chúa, con muốn đi châu Âu, con muốn giảng tới đó mà tại sao không được? Tôi trăn trở với Chúa, tôi không biết, mà Chúa vẫn yên lặng. Chúa vẫn yên lặng cho đến khi mùa trung thu đến. Sau khi mùa trung thu đến, thì tôi nếu mà giấy tờ ổn định thì mùa trung thu này tôi đang ở châu Âu rồi, thì làm sao đây? Nhưng cảm ơn Chúa, chúng tôi còn ở lại Việt Nam. Chúng tôi tổ chức 3 buổi truyền giảng. Wow! Có một buổi truyền giảng kia, chúng tôi tưởng chừng 70 người sẽ tập trung lại. Chúng tôi chuẩn bị 70 cái ghế cho người thân hữu. Chúng tôi 6 giờ mới tổ chức, ai về phụ huynh của họ, 3 giờ họ đến rồi. 4 giờ là chặt cứng 70 cái ghế. Chúng tôi đem xuống 120 cái ghế, chặt cứng hết 120 cái ghế. Sau đó chúng tôi gom hết tất cả cái ghế, hơn 200 cái ghế, cũng không còn chỗ ngồi luôn. Và họ ngồi dài ra tới ngồi đường luôn. Và cảm ơn Chúa, mùa gặt đã tới. Tôi truyền giảng và họ đã tiếp nhận Chúa Giê-xu một cách ngọt ngào. Chúng ta ngợi khen được Chúa Trời. Sau khi 3 buổi truyền giảng, hơn 200 người tin Chúa đó. Và Chúa mới bảo tôi rằng, đây là lý do mà ta giữ con lại ở Việt Nam, để rồi làm xong chương trình này, và con xong cái chương trình ở tại nước Mỹ này, trở về thì giấy tờ của tôi được đến, và chương trình không phải là mùa thu, mà chương trình của mùa xuân sẽ được đến. Chúng tôi sẽ được đến châu Âu trong mùa xuân, trong những ngày tới. Ngợi khen Đức Chúa Trời, ngợi khen Đức Chúa Trời, cảm ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài muốn giữ chúng tôi lại để giảng tin lành cho hơn 200 người đó biết về Chúa Giê-xu là đấng đã chết trên thánh giá, Chúa Giê-xu là đấng đã sống lại trong sự vinh quang, và Chúa Giê-xu là đấng có quyền tha tội, và ở trong Chúa Giê-xu chúng ta được cứu rỗi trên thiên đàng. Họ nghe những điều đó họ cảm động. Lần đầu tiên chúng tôi truyền giảng mà chính quyền đưa người đến cho chúng tôi. Lần đầu tiên chúng tôi truyền giảng mà chính quyền đến bảo vệ cho chúng tôi. Đây là những điều mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Chúa muốn mọi người trong chúng ta buổi sáng hôm nay hãy nhớ rằng Chúa muốn cắt sự sợ hãi ra khỏi chúng ta. Ngài muốn làm những điều trỗi hơn, Ngài muốn làm những điều lớn hơn, Ngài muốn làm những điều vĩ đại hơn, và Ngài muốn dùng chúng ta một cách lớn lao hơn trong những ngày tới, trong sự vinh quang của Ngài. Trong buổi sáng hôm nay, trong hội thánh VBC này, trong giờ này, tôi khao khát tất cả những người đang có mặt tại đây, đây là buổi tĩnh nguyện, đây là buổi cầu nguyện. Tôi mong muốn tất cả chúng ta cùng tiến lên phía trước, chúng ta nắm tay lại với nhau. Không ai cầu nguyện cho ai cả, nhưng mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước Việt Nam. Chúng ta cầu nguyện hòa bình cho Jerusalem. Chúng ta cầu nguyện cho người Do Thái. Chúng ta cầu nguyện cho hội thánh VBC. Chúng ta cầu nguyện cho những người đi đại hội này, họ trở về trong quyền năng của Chúa. Xin mời mọi người chúng ta cùng tiến lên phía trước này. Chúng ta cùng nắm tay lại với nhau, chúng ta cầu nguyện cho nhau ngay trong giờ này. Xin mọi người chúng ta tiến lên phía trước và chúng ta cầu nguyện. Chúng ta dành thời giờ cầu nguyện. Giờ này là chúng ta sẽ cầu nguyện. Nếu ai đã được báp têm Đức Thánh Linh, tôi muốn khích lệ quý vị hãy mở lòng ra cầu nguyện mạnh mẽ, lớn tiếng ngay trong giờ này. Hallelujah. Hãy tiến lên phía trước, chúng ta cùng nắm tay nhau và cầu nguyện ngay trong giờ này. Đây là giờ mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện. Hallelujah. Hãy lớn tiếng cầu nguyện đi quý vị ơi. Hãy đưa tay lên và công bố rằng Chúa ơi, Ngài sẽ thăm viếng Việt Nam chúng con. Hãy đưa tay lên và công bố Chúa sẽ thăm viếng hội thánh VBC. Chúa sẽ thăm viếng đại hội. Chúa sẽ thăm viếng gia đình con. Chúa sẽ chữa lành. Chúa sẽ phục hồi. Hallelujah. Những sự sợ hãy ra khỏi ngay trong giờ này. Hãy đứng thành một dòng cầu ngay trong giờ này. Hallelujah. Chúng ta tập trung cầu nguyện mạnh mẽ ngay trong giờ này. Hallelujah. Ô trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô trong danh Chúa Giêsu ngay trong giờ này. Mỗi người trong chúng ta hãy trở thành một dòng cầu ngay trong giờ này. Hãy bước vào trong sự cầu nguyện. Hallelujah. Ô trong danh Chúa Giêsu để Chúa ơi sao mà hallelujah. Ô trong danh Chúa Giêsu ngay trong giờ này. Ô mỗi người trong chúng ta lớn tiếng cầu nguyện ngay trong giờ này. Ô hallelujah trong danh Chúa Giêsu. Ô chúng ta hãy đưa tay lên và cầu nguyện chúc phúc trên Việt Nam. Chúng ta nói Chúa ơi, Ngài ban phước cho Việt Nam. Chúa ơi, Ngài thăm viếng Việt Nam. Chúa ơi, Ngài làm cho Việt Nam có sự hiệp một với nhau. Chúa ơi, Ngài sẽ cứu những người Việt Nam thoát ra những cảnh đau khổ và đưa họ trở thành người hầu việc Ngài. Chúa ơi. Ô trong danh Chúa Giêsu ngay trong giờ này. Ô hallelujah trong danh Giêsu. Chúa ơi. Ô hãy cầu nguyện và công bố Chúa sẽ thăm viếng, Chúa sẽ đồng chạm, Chúa sẽ làm tươi mới. Chúa ơi, điều gì không thể với con người thì trong tay Đức Chúa Trời mọi việc đều có thể. Ô việc gì mà con người làm không được, Đức Chúa Trời làm được cả. Còn cảm ơn Cha ở trong danh Giêsu. Chúa ơi, hallelujah. Ô trong danh Chúa Giêsu ngay trong giờ này, hãy lớn tiếng cầu nguyện ngay trong giờ này quý vị ơi. Ô hallelujah trong danh Giêsu. Chúa ơi, ô cảm ơn Ngài. Chúa ơi, hallelujah. Ô bởi quyền năng của Ngài. Chúa ơi, ô hallelujah trong danh Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài Chúa Giêsu ơi. Ô
cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô trong danh Chúa Giêsu con cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Ô cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô quyền năng của Ngài, phép lạ của Ngài, ân điển của Ngài, tình yêu của Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô ngợi khen Ngài trời. Hallelujah. Ô trong danh Giêsu để chúng con cầu nguyện. Ô truyền lệnh cho tất cả những cái sự sợ hãi ra khỏi dân sự của Đức Chúa Trời ngay trong giờ này. Có cầu nguyện cho cánh cửa nào đang đóng phải mở ra ngay trong giờ này. Hallelujah. Mỗi người trong chúng ta hãy công bố: Chúa ơi, Ngài mở cho con một cánh cửa. Chúa ơi, Ngài mở cho Việt Nam một cánh cửa. Chúa ơi, Ngài sẽ làm những điều tươi mới ngay trong giờ này. Hallelujah. Ô trong danh Giêsu. Hallelujah. Ngay trong giờ này chúng ta hãy cầu nguyện ngay trong giờ này. Hallelujah. Ô trong danh Giêsu rồi Chúa. Ô sự thâm biến, sự đồng chạm, sự tươi mới ngay trong giờ này. Hallelujah. Ô trong danh năng quyền Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô hallelujah Giêsu. Hallelujah. Ô cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Ô cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Sama hallelujah. Ô trời ơi, hallelujah. Ô Ngài mở cho gia đình chúng con cánh cửa. Ngài mở cho những người này một cánh cửa Chúa. Hallelujah. Ô hallelujah ngay trong giờ này. Hãy cầu nguyện trong thánh linh của Chúa một cách mạnh mẽ lên. Hết lòng cầu nguyện ngay trong giờ này. Hallelujah. Ô hallelujah trong danh Giêsu Chúa. Ô hallelujah Giêsu. Hallelujah. Ô hallelujah Ngài thăm viếng từng cuộc đời Chúa. Ô Ngài đông chạm từng cuộc đời Giêsu. Sama hallelujah. Ô hallelujah Giêsu. Ô bởi quyền năng của Ngài Chúa Giêsu ơi. Bởi quyền năng của Ngài Giêsu ơi. Hallelujah. Ô hallelujah trong danh Giêsu Chúa. Ô hallelujah trong danh Giêsu Chúa. Cảm ơn Ngài Giêsu ơi. Hallelujah. Ô trong danh Giêsu Chúa. Ô ngài trong giờ này Chúa ơi. Hallelujah. Ô ngài trong giờ này Chúa ơi. Hallelujah. Ô hallelujah trong danh Giêsu Chúa. Ô hallelujah Giêsu ơi. Hallelujah. Ô sự thâm biến của Ngài Chúa Giêsu ơi. Ô hallelujah ngợi khen Ngài trời. Hallelujah. Ô cảm ơn Ngài Chúa ơi trong danh Giêsu. Ô chúng con chúc tụng danh của Ngài Chúa ơi. Ô hallelujah chúng con ca ngợi về tình yêu của Ngài Chúa ơi. Ô hallelujah Giêsu ơi. Hallelujah. Ô trong danh Giêsu Việt Nam thuộc về Chúa Giêsu. Ô hallelujah chúng ta lớn tiếng nói Việt Nam thuộc về Chúa Giêsu. Việt Nam thuộc về Chúa Giêsu. Gia đình con thuộc về Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô hallelujah trong danh Giêsu Chúa ơi. Ô hallelujah ngợi khen Ngài. Ô ngợi khen Ngài Giêsu ơi. Hallelujah. Ô hallelujah. Ô cảm ơn Ngài Giêsu ơi. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu ơi. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu ơi. Hallelujah. Ô trong danh năng quyền của Chúa Giêsu Chúa ơi. Ô hallelujah ngợi khen Ngài. Ô cảm ơn Ngài Chúa Giêsu ơi. Hallelujah. Ô trong danh Giêsu rồi Chúa ơi, trong danh Giêsu. Ô Ngài sẽ làm những điều lớn lao. Ô Ngài đã làm và Ngài làm lớn hơn nữa Chúa ơi. Ngài sẽ làm lớn hơn nữa Chúa Giêsu ơi. Hallelujah. Ô hallelujah Chúa Giêsu ơi. Ô các môn đồ, ô không còn ở trong sự sợ hãi nữa Chúa ơi. Các môn đồ sẽ được tự do Chúa Giêsu ơi. Ở trong danh Giêsu Chúa ơi. Ô quyền năng của Ngài sự thay thế Chúa ơi. Ô hallelujah điều tuyệt diệu hơn. Ô sẽ có những điều tuyệt diệu hơn. Sẽ có những điều tuyệt vời hơn. Sẽ có những điều lớn lao hơn xảy ra. Hallelujah. Ô sẽ có những điều lớn lao hơn xảy ra Chúa ơi. Ô sẽ có những điều tuyệt vời hơn sẽ xảy ra. Ô sẽ có những điều tuyệt vời hơn sẽ được bày tỏ Chúa Giêsu ơi. Quyền năng của Ngài Chúa ơi. Thánh linh của Ngài Chúa ơi. Ân điển của Ngài Giêsu ơi. Hallelujah. Ô sẽ được bày tỏ cách mạnh mẽ. Hallelujah. Ô hallelujah trong danh Giêsu Chúa ơi. Ô hallelujah trong danh Giêsu Chúa ơi. Ô hallelujah ngợi khen Ngài Giêsu ơi. Ô cảm ơn Ngài Chúa Giêsu ơi. Hallelujah. Ô trong danh Chúa Giêsu rồi Chúa ơi. Hallelujah. Ô đây là những người khao khát. Đây là những người đó khác. Hallelujah. Ô đây là những người tìm kiếm Ngài. Chúa ơi, Ngài đó xem. Ô Ngài đó xem và Ngài ban ơn cho những con người này Chúa ơi. Ô Ngài đối giao của Ngài trên những con người này Chúa ơi. Ô Ngài đối giao của Ngài trên những con người này Chúa ơi. Ô trong giờ này Chúa ơi. Hallelujah. Ô hallelujah trong danh Giêsu. Có cầu nguyện cho người Việt Nam chúng con sống bất cứ ở nơi đâu ở trên thế giới này, ở trên trái đất này Chúa ơi. Họ cũng đều biết đến Chúa, họ đều tin Chúa, họ sẽ được tha tội, họ sẽ được cứu rỗi và họ sẽ được báp thêm Đức Thánh Linh, họ sẽ được sai đi, họ sẽ được kết quả Chúa ơi. Họ sẽ kinh nghiệm cái điều lớn lao Chúa ơi. Còn cảm ơn Ngài. Ô hallelujah trong danh Giêsu. Ô hallelujah trong danh Giêsu Chúa ơi. Hallelujah trong danh Giêsu Chúa ơi. Ô điều lớn lao sẽ xảy ra Chúa ơi. Ô điều kỳ diệu sẽ xảy ra Chúa ơi. Hallelujah. Quyền năng sẽ xảy ra Chúa ơi. Hallelujah. Ô hallelujah trong danh Giêsu Chúa ơi. Ô ở quyền năng của Ngài Chúa ơi. Ô những người đang có mặt tại đây là những người sẽ thấy phép lạ, sẽ kinh nghiệm phép lạ. Hallelujah. Ô hallelujah sẽ bước đi trong phép lạ, phán hành trong phép lạ Chúa ơi. Còn cảm ơn Ngài. Ô hallelujah cảm ơn Ngài Chúa Giêsu ơi. Ô hallelujah cảm ơn Ngài Chúa Giêsu ơi. Ô hallelujah con cảm ơn Ngài Giêsu ơi. Ô hallelujah Chúa Giêsu ơi. Ô cảm ơn Ngài Chúa Giêsu ơi. Ô chúc tụng Ngài Giêsu ơi. Hallelujah. Ô hallelujah cảm ơn Ngài Chúa Giêsu ơi. Ô hallelujah con cảm ơn Ngài Chúa Giêsu ơi. Hallelujah. Hallelujah trong danh Giêsu Chúa ơi. Ô hallelujah trong danh Giêsu Chúa ơi. Ô hallelujah quyền năng lớn lao Chúa Giêsu ơi. Ô hallelujah trong danh Giêsu Chúa ơi. Hallelujah. Ô hallelujah trong danh Chúa Giêsu con cảm ơn Ngài. Ô cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô phép lạ của Ngài. Ô dấu kỳ của Ngài không thiếu Chúa ơi. Ô Chúa ơi, tình yêu của Ngài, ân điển của Ngài không thiếu Chúa ơi. Hallelujah. Ô Chúa ơi, miễn là chúng con hết lòng, miễn là chúng con tin cậy, miễn là chúng con bước đi trong lời của Ngài. Hallelujah. Ô chúng con nghe lời của Ngài, chúng con tin lời của Ngài, chúng con làm theo
lời của Ngài. Chúng con sẽ thấy những điều đó, Chúa ơi. Hallelujah. Oh hallelujah, con cảm ơn Ngài Giêsu ơi. Oh hallelujah, trong danh Giêsu Chúa ơi. Oh hallelujah, trong danh Giêsu Chúa ơi. Hallelujah, ngợi khen Ngài Giêsu ơi. Oh trong danh Giêsu Chúa ơi. Oh hallelujah, trong danh Giêsu Chúa ơi. Oh hallelujah, trong danh Giêsu Chúa ơi. Oh ngợi khen Ngài Chúa Giêsu ơi. Hallelujah. Oh hallelujah, ngợi khen Chúa. Hallelujah. Oh hallelujah, trong danh Giêsu Chúa ơi. Hallelujah. Oh hallelujah, trong danh Giêsu Chúa ơi. Oh hallelujah, trong danh Giêsu. Hallelujah. Oh hallelujah, trong danh Giêsu. Hallelujah. Oh cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Oh hallelujah, con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Oh hallelujah, trong danh Giêsu. Hallelujah. Oh hallelujah, trong danh Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt, tôi xin mời từng người cầu nguyện. Trước hết tôi mời cô Ngọc Anh sẽ lớn tiếng cầu nguyện cho Việt Nam. Hallelujah. Oh, trong danh Giêsu. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.